Đối tượng Phùng Ngọc Thắng, trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội, vừa bị công an huyện Ba Vì xử lý về hành vi tung tin đồn sai lệch về dịch bệnh COVID-19. Trước đó, công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đã triệu tập đối tượng Nguyễn Quý Trọng, sinh năm 1990, trú tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội, để làm rõ vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên Facebook cá nhân, gây hoang mang dư luận. Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, lực lượng công an toàn quốc đã tập trung xác minh đấu tranh làm rõ hơn 800 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Những cái thông tin này về cơ bản là do người dân về đăng tải trên không gian mạng, là do người dân tò mò thấy các cái thông tin trên không gian mạng, cho rằng là những cái thông tin này hữu ích hay là những cái thông tin này là đúng nên chia sẻ hoặc là gửi đến cho bạn bè, cho người thân, thì dẫn đến là những cái thông tin họ không trực tiếp nhìn thấy, hay là những thông tin mà họ lấy từ các cái nguồn nó không chính thống. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn xác minh làm rõ một số tổ chức và đối tượng phản động, chống đối, lợi dụng không gian mạng, tung tin bịa đặt, xuyên tạc công tác phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước. Đấy, chúng ta kiểm soát dịch tốt như thế, thế giới phải công nhận là chúng ta kiểm soát tốt và hình mẫu, trở thành một hình mẫu của thế giới mà WHO, ngay cả Mỹ cũng muốn tham khảo. Thế nhưng mà rất là nhiều cái thế lực, người ta đưa ra những cái thông tin gây nghi ngờ, gây hoang mang cho người dân và cứ gán cho rằng là chính phủ Việt Nam đang che giấu cái che giấu dịch. Thì những cái thông tin như thế nó tạo ra một cái hệ lụy, một cái sự ảnh hưởng làm cho cả cái xã hội hoảng loạn, rồi là người dân sẽ không tuân thủ theo những cái chỉ dẫn, những cái quy định của nhà nước nữa. Trên thực tế, Luật An ninh mạng và một số quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin nghiêm cấm và điều chỉnh các hành vi phát tán lan truyền thông tin thất thiệt trên không gian mạng. Tuy nhiên, các trường hợp bị xử lý về hành vi này chưa thực sự có sức răn đe. Có lẽ là chưa ai bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là một cái điều có lẽ là khiến cho cái việc một cái thói quen tiếp nhận thông tin và lan truyền thông tin trên không gian mạng ấy, như là một cái trend, như một cái trào lưu. Thể hiện ra ta nắm được cái nguồn tin hot và chia sẻ nhanh tới cộng đồng. Đấy, mà không lường trước được, không ý thức được cái trách nhiệm, cái rủi ro pháp lý. Người dân làm thế nào để phân biệt tin giả? Đấy, rất đơn giản thôi. Thứ nhất ấy, là chúng ta phải xem là người đưa tin là ai. Nó có phải là một nguồn tin lâu nay đang đưa những thông tin chính xác hay không? Đấy là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai rằng là cái người đó đưa tin, mình nhìn thấy rồi thì còn bao nhiêu người khác cũng đưa tin như thế, bởi vì một cái thông tin đấy không phải là chỉ có một người đưa thông tin sai sự thật. Không những gây nên sự hoang mang trong quần chúng nhân dân mà còn ảnh hưởng tới nền kinh tế, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cùng với việc theo dõi và xử lý nghiêm các chủ khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng, thì việc tiếp cận các nguồn tin chính thống là điều hết sức quan trọng, nhất là khi hiện nay dịch bệnh COVID đang diễn biến phức tạp.